Xin chào mọi người, chiều nay thì mình soạn tiếp đeo 7290 thì mình lên đeo cho mọi người ha. Con này thì mình thấy là đẹp, không có trầy cứng móp gì hết. Đeo 7290 thì mình cũng có view nhiều, nhưng mà một số con là mình trên bài view trước đó là mình đã bán rồi, thì nay mình lại lên tiếp. Mỗi con sẽ có mỗi giá khác nhau tùy theo cái ngoại hình của nó thôi nha mọi người, còn cái cấu hình nó thì đều ok hết. Con này thì mình thấy là không có trầy xước gì nhiều. Đây trời, cấn một tí chỗ này nè mọi người nè, cấn một tí thôi nha, tí thì ti chỗ này thôi, đây cấn một chút xíu chỗ đó, còn bên cái góc hay gì là các góc rồi là rất là ok, không có gì hết, không có cấn móp gì hết. Đây nè, gắt TPC HDMI đầy đủ ngõ kết nối. Đây cấn một tí chỗ đó mình không có để ý. Bên này không sao hết nha mọi người. Đây nè, ngay cả cái viền nhôm, cái viền mà ốp hết bằng nhôm nó cũng mướt rượt luôn á mọi người nha. Con này thì nó nhẹ gọn, chỉ có 1,2 kg thôi, mình đã từng đưa rất là nhiều rồi. Đeo Latitude 7290. Phím nè mọi người nè, phím còn rất là đẹp. Này là dường như là người ta ở bên Nhật người ta chưa sử dụng luôn á mọi người, phím nó đẹp lắm luôn. Mình không có thấy cái dấu tay tì vào. Nhìn rất là đẹp nha mọi người. Cái phần nhung của này cũng rất là mịn, đẹp, cái phần rà chuột cũng vậy, cũng rất là ok. Có i5 thế hệ 8 nè, i5 gen 8 nè, thấy không? Đó. Một con đeo mỏng đẹp, thời trang gọn y như một cái cuốn tập, cái cuốn hồ sơ vậy đó, rất là ok nha mọi người. Màn hình thì đẹp. Không bầm, không lỗi, không gì hết, nói chung là máy là hoàn hảo, máy hoạt động hoàn hảo. Pin thì trên 2 giờ nha mọi người. Pin chắc chắn là trên 2 giờ luôn, tại vì cái dòng này nó pin nó còn ok lắm mọi người. Từ Nhật về á, màn hình 12.5 inch, cái size vừa phải ok lắm. Đây, đeo Latitude 7290 i5 thế hệ 8 nè mọi người nha, 8350U. Đó, 8 cho nên là nó 8 CPU nè ha. RAM 8GB và SSD là 256GB đây nha mọi người. Máy thế hệ 8 thì khỏi nói rồi, nó rất là nhanh và mượt. Mọi người sử dụng văn phòng, học online hoặc là làm việc, nói chung là rất là ok và mượt mà. Tại vì đã là thế hệ 8 trở lên thì rất là mượt. Cái đó thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ha. Mình cũng từng view con này rất là nhiều rồi, nay thì mình cũng nói ngắn gọn thôi. Có nghĩa là mình quay để cho mọi người thấy được cái con máy và mọi người lựa chọn cái con máy, mình báo giá luôn. Nãy nói thiệt với mọi người là lúc mà đem ra thì mình nghĩ là mình sẽ báo con này là 5,5 triệu, tại mình không có thấy cấn móp hay là trầy gì hết. Nhưng mà khi mà đang view tự nhiên mình thấy có một cấn một tí thì tiêu chỗ này thôi. Vì vậy thì bây giờ mình để con này 5,2 triệu nha mọi người. 5,2 triệu máy kèm sạc đó, máy kèm sạc giá rất là ok luôn. Nếu như mà nói về một cái con đeo á, mà mình đây là theo mình đánh giá mọi người, có thể là mọi người tìm hiểu nha. Một cái con đeo mà thế hệ 8, đeo Latitude thế hệ 8 7290 nè ha, một con đeo như vậy mà cái dòng đời mới mỏng gọn nhẹ trong cái tầm giá SSD là 256GB trong tầm giá này thì đúng là nó mình thấy là nó rất là rẻ luôn mọi người, nó rẻ hơn nhiều con máy khác rất là nhiều. Mọi người có thể tìm hiểu thêm giá thị trường này kia nha mọi người, chỉ có 5,2 triệu máy kèm sạc, sạc zin của đeo luôn, cái sạc của đeo á, sạc dẹp á, rất là đẹp, nói chung là sạc zin của nó luôn nha mọi người. Đó, ai á, chốt á, thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code cho mọi người ha. Còn mà ai á, mà tới nhà mình lấy thì quá ok rồi. Hoặc là trong thời gian mà mọi người nhận hàng á, thì mình bao test cho mọi người 7 ngày. 7 ngày đó mà máy có xảy ra vấn đề gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Máy á, thì bao zin nguyên 100% nha mọi người. Nhà máy thì chắc chắn là phải tháo, tại vì á, là ở bên Nhật người ta tháo ra để nào vệ sinh nè, hút bụi này kia rồi nè mọi người. Cho nên đó là người ta tháo ra, mình thì mình bán máy mình cũng không có dán tem hay gì hết. Đây này, nó như vậy thôi, mọi người có thể về tháo ra kiểm tra máy có còn zin hay không. Đó nha mọi người. Rồi ok mọi người nhiều. Ai mua thì liên hệ mình, mọi người cũng có thể tham khảo từ trang của mình để nhận được báo giá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.